Trời ơi, nó kêu anh ơi, anh ra thành phố Tam Kỳ đi, em đón anh, dắt lấy xe quê kỳ đón hay sao á. Lâu rồi, ngồi đây mấy anh chạy xe ôm gặp cũng ngán lắm à, không có dám đón luôn á, đón là lủng lớp. Trời ơi, được. Đợi chút sao nữa, cái gì vậy? Hoang mang quá. Đây. Trời ơi, giống thằng Thoại quá vậy, gặp nhau tặng đôi giày liền. Mang vô, mang vô. Rồi đi ăn em ơi. Đâu có. Ăn cái gì? Anh tưởng là gặp em ăn liền. Mình đi kiếm, mình kiếm đồ ăn chứ. Trời, đi. Rồi đi. Ủa còn cái xe? Mình đâu đi xe, cái này bảo xe được nè. Ủa? Mình chạy bộ, cái xe chạy theo mình. Chạy ngược lại. Cảnh không? Gì vậy? Có đem chứng minh không? Đó. Giấy tờ gì không? Chứ ông bóp thì đầy đủ á. Sang nhà cậu đó cho. Đừng hành tôi nữa hả? Thôi rồi không cho anh chạy nữa. Anh chạy nếu không lên tân sông rồi ai lo? Đúng tôi rồi. Lo, tôi lo có gì. Chắc tôi chịu nổi đâu. Không, em sẽ có cách mới dành cho anh. Cách mới rồi. Đây. Trời. Ôm. Đó là muốn ăn mà em giấu kín, không cho anh biết. Em mời anh về quê chơi nguyên con bò luôn. Mê thui nóng, tàu móng. Thưa quý vị là anh Hoàng mà nửa tiếng ăn một lần, nên tôi cho ăn cái món mà 3 tiếng mới được ăn. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ quay và canh lửa và chờ đợi thêm một ít thời gian nữa, sẽ có một sự khác biệt xảy ra. Tan 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 tan. Kính thưa quý vị, sau hơn 3 giờ đồng hồ trôi qua thì bây giờ còn chờ gì nữa, hàng nóng là phải ăn nóng. Trời ơi, gian ngô nó nhiễu nước mỡ luôn á. À, ngon quá à. Thấy thịt mới ngon. Thưa quý vị, là mỗi chỗ chúng tôi ăn một miếng thôi. Đây, chấm vô đây. Ngon quá em ơi. Chưa có bao giờ chúng tôi xài sang tới như vậy đó. Trời ơi, nó giòn quá Giang ơi. Nó thơm quý vị rồi. Trong đời này ngoài Trường Giang có ai mời cho ăn gì nữa không cha? Không có đâu. Ui. Bây giờ chúng ta sẽ hầm xả. Hấp miếng nước chứ. Hấp miếng nước đi rồi, rồi nói chuyện. Hấp hết. Công nghiệp ekip quá, đói bụng thấy mấy quỷ. Xin lỗi quý vị là nếu như quý vị coi cái clip này mà vào những đêm khuya thanh vắng. Trời ơi, nó đói bụng mà coi cái này hả, cái làm biến xuống dưới nhà bếp hoặc hai bếp có gì ăn á. Mì gói. Bây giờ chúng ta sẽ chia tay tại đây. Và quý vị cũng sẽ tắt tivi đi ngủ. Hoặc là giả bộ như đã no rồi. Chứ đừng có dậy ăn khuya, nó sẽ mập giống như người ta, người ngồi đối diện. Cuộc đời mà có bao nhiêu lâu hững hờ. Trường Giang sợ mập, còn bà mập là khuyến khích mập. Ai mập được cứ mập. Chào mừng đến Việt Nam, một bản sắc văn hóa thú vị khắp muôn nơi. Những món mẹ tôi nấu luôn theo tôi từ những ngày thời thơ ấu. Mau trở về thu xếp, nếu muốn ăn thì cùng nhau lăn vào bếp.